cách hóa giải khi hướng nhà không hợp tuổi Tỵ. Trong quan điểm phong thủy, nhà không hợp hướng có thể tạo ra những vấn đề không lường trước được đối với gia chủ. Đối với những người tuổi Tỵ, Akisa đưa ra cách hóa giải khác nhau. Điều này giúp tạo ra không gian sống và làm việc tích cực, hỗ trợ cho sự phát triển và thịnh vượng. Các cách này có thể bao gồm việc sử dụng vật phẩm mang lại năng lượng tích cực, tận dụng màu sắc phù hợp, hay thậm chí thực hiện các biện pháp địa lý để cân bằng và làm dịu đi tác động tiêu cực của hướng không tốt. Hóa giải bằng vật phẩm phong thủy. Hóa giải hướng nhà không hợp phong thủy bằng cách sử dụng vật phẩm phong thủy là một cách tiếp cận đơn giản và hiệu quả trong việc cải thiện năng lượng cho ngôi nhà. Các vật phẩm như quả cầu, chuông, gương bát quái, thạch anh, tranh phong thủy hay tượng linh vật được đặt gần cửa ra vào nhằm tạo ra một lớp bảo vệ năng lượng tích cực. Các vật phẩm này không chỉ giúp hóa giải luồng khí xấu mà còn tạo ra một không gian an ninh và tích cực cho cả gia đình. Sử dụng cửa phụ thay cửa chính. Xây thêm một hướng cửa mới được coi là một giải pháp hiệu quả để hóa giải vấn đề khi hướng nhà không hợp tuổi. Bằng cách này, bạn không chỉ tạo ra một lối đi mới, phù hợp với mệnh trạch của gia chủ mà còn thay đổi luồng năng lượng và cân bằng trong ngôi nhà. Hướng cửa chính chỉ được sử dụng vào ngày lễ Tết hoặc ngày quan trọng. Thay vào đó, hướng cửa phụ sẽ được sử dụng thường xuyên. Tuy nhiên, quá trình xây dựng cửa phụ là một quyết định quan trọng và cần sự tư vấn chuyên sâu từ các chuyên gia xây dựng để đảm bảo tính an toàn và phù hợp với cấu trúc ngôi nhà. Bố trí cửa phụ thay cho cửa chính để hóa giải hướng xấu, tránh điều hạn cho gia chủ. Bố trí cửa phụ thay cho cửa chính để hóa giải hướng xấu, tránh điều hạn cho gia chủ. Hóa giải bằng hướng bếp. Bếp ăn không chỉ là không gian để nấu ăn, mà còn là trung tâm của hoạt động gia đình, nơi mọi người tụ tập, chia sẻ bữa ăn và tận hưởng những khoảnh khắc đặc biệt. Tầm quan trọng của không gian bếp không chỉ là về dinh dưỡng mà còn liên quan đến khía cạnh tâm linh và tinh thần. Nếu không gian bếp của bạn đang trải qua những vấn đề không tốt, bạn có thể áp dụng các biện pháp hóa giải như sau. Nếu cửa chính hướng vào ngũ quỷ, đặt bếp hướng sinh khí. Nếu cửa chính hướng vào lục sát, đặt bếp hướng diên niên. Nếu cửa chính hướng vào tuyệt mệnh, đặt bếp hướng thiên y. Nếu cửa chính hướng vào họa hại, đặt bếp hướng phục vị. Thay đổi bố trí nội thất trong nhà. Trong trường hợp bạn đối mặt với tình huống không thuận lợi liên quan đến hướng cửa chính của ngôi nhà và mong muốn hóa giải hoặc cân bằng năng lượng, việc điều chỉnh bố trí nội thất có thể là một phương tiện hiệu quả để tối ưu hóa phong thủy trong không gian sống của bạn. Bằng cách sử dụng sự sáng tạo, bạn có thể tìm ra những giải pháp tinh tế nhất để đáp ứng nhu cầu và tạo ra một môi trường sống tích cực. Đặt bàn ăn và bàn làm việc, tránh đặt chúng trực tiếp dưới ánh sáng của đèn chùm hoặc đèn trần để tạo ra một không gian dễ chịu mà không bị ảnh hưởng bởi ánh sáng trực tiếp. Đối với phòng khách, sắp xếp sofa và gối sao cho hướng đối diện cửa chính mang lại cảm giác tích cực và thoải mái, tránh đặt sofa dọc theo hướng không may mắn để không ngăn chặn luồng năng lượng tiêu cực. Tránh đặt giường ngủ ngay trước cửa sổ hoặc thay đổi hướng giường. Hãy thiết kế một góc nhỏ với cây cỏ, gối và ánh sáng dịu nhẹ để tạo ra không gian yên tĩnh và thư giãn, nơi bạn có thể thực hành thiền hoặc đọc sách. Sử dụng màu sắc phù hợp. Màu sắc không chỉ là một phần của việc trang trí, mà còn là một yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến tâm trạng và năng lượng trong một không gian, theo quan niệm phong thủy. Mỗi màu sắc được kết nối với một ngũ hành cụ thể và mang theo khả năng tạo ra ảnh hưởng tích cực hoặc tiêu cực đối với năng lượng trong ngôi nhà. Sự chọn lựa thông minh về màu sắc có thể tối ưu hóa cảm giác và không khí chung của không gian sống. Sử dụng thảm trước nhà. Trải thảm tại cửa chính là một giải pháp phổ biến trong phong thủy để giải quyết tà khí. Thảm chùi chân không chỉ giúp duy trì sự sạch sẽ, mà còn được coi là một cách hóa giải năng lượng tiêu cực từ hướng không phù hợp với tuổi. Việc chọn màu sắc thảm có thể dựa trên quy tắc tương sinh hoặc hóa giải theo nguyên tắc ngũ hành. Hình dáng đơn giản và tinh tế thường được ưa chuộng để tạo ra sự cân bằng. Bạn nên đặt thảm bên trong cửa chính để đảm bảo mọi người đều phải bước qua trước khi bước vào nhà. Thảm không chỉ là một vật trang trí, mà còn được xem xét như một nguồn năng lượng tích cực, chào đón mọi người khi họ bước vào không gian sống của bạn. Sử dụng cây xanh. Trong lĩnh vực phong thủy, cây xanh không chỉ đơn thuần là phần của trang trí nội thất, mà còn đóng một vai trò quan trọng trong việc cân bằng năng lượng và cải thiện chất lượng không khí. Cây xanh được coi là công cụ cân bằng năng lượng, có khả năng hút và chuyển đổi năng lượng tiêu cực thành năng lượng tích cực, làm tăng tính hài hòa trong không gian sống. Ngoài ra, nhiều loại cây xanh còn có khả năng lọc khí, giúp làm sạch không khí và tạo ra một môi trường sống khỏe mạnh. Các chuyên gia phong thủy thường khuyến khích đặt cây xanh ở những vị trí chiến lược như góc phòng hoặc gần cửa chính để tối ưu hóa tác động tích cực của chúng.